Xin chào các bạn. Nay tôi sẽ nói về một chủ đề mà tôi thấy cũng khá là hay. Đó là lựa chọn một con dao hay là dùng công cụ có lưỡi duy nhất mà bạn thích để bạn đi vào trong rừng, cắm trại hoặc dã ngoại. Sau một hồi suy nghĩ thì tôi quyết định chọn một cây dao. Các bạn đoán là cây dao gì? Nhìn đây. Tôi xin giới thiệu cây ra cái con dao tôi chọn, nó chính là cây dao mèo này. Đấy. Nên là mọi người rất là quen thuộc rồi. Con dao mèo này là công cụ hàng ngày của cái đồng bào ở vùng núi phía Bắc. Không chỉ người Mông đâu nhé, các dân tộc khác cũng hay dùng cái dao này nữa, người Thái, người Tày mà. Rồi các dân tộc mà không không chỉ ở Việt Nam mà vùng Vân Nam Trung Quốc và bên biên giới bên Bắc Lào ấy, cũng dùng con dao như thế này. Cái dao mèo cơ bản này là nó sẽ là hình dáng như thế này, có một cái belly nghĩa là bụng ưỡn ra, có mũi đấy, và được rèn thủ công, mài thủ công. Cái độ mỏng nó thuôn đều từ đốc cán về về đằng mũi này. Đấy. Và cái điểm ngọt nó nằm trong cái khoảng này. Đấy. Nghĩa là để chặt, để vót, để băm, để thái. Con dao này có thể làm được hầu hết các tác vụ mà bạn cần có. Đấy. Khi mà kiếm củi, khi mà làm bếp trong những chuyến dã ngoại của mình. Ngoài ra con dao mèo nó cũng có một đặc điểm nữa là cái cán này. Cán này là hình quả, tiết diện hình quả trứng và được gia cố bằng khâu, thường là khâu đồng, khoen đồng. Nhưng ở cái dao này tôi đã nhờ một bạn nghệ nhân trong miền Nam mốt lại. Đấy, các bạn mốt bằng khâu sắt và các cái tết mây. Đấy, nó tương đối nghệ thuật một chút. Tại vì đây là cũng là một cái dao có thể sưu tầm. Đấy. Cái cán này, cái lưỡi dao này cũng được dệt thủ công bằng thợ rèn người Mông là chú Ria ở Lai Châu. Thế thì đây là cây dao mà tôi chọn để tôi giới thiệu qua các bạn. Đấy. Một số thông số thêm là ví dụ về cân nặng thì cái dao này nó là khoảng nguyên con dao không thì là chưa đến 300 gram. 278 gram. Và cả vỏ thì khoảng đấy 406 gram. Nhưng đối với tôi thấy đây là một cái trọng lượng hợp lý. Đấy, con dao này cũng chỉ lưỡi nó cũng chỉ dài khoảng 20 phân, và tổng chiều dài của cả con dao là hơn 30 phân một chút. Đấy. Thì đeo đi lâu trong rừng hoặc là cho vào ba lô rất là tiện với cái cỡ này. Đấy, thì đây là cây dao mà tôi chọn. Lựa chọn của các bạn là gì? Xin comment ở bên dưới. Xin cảm ơn các bạn.